Quý vị và các bạn thân mến, để bắt đầu chương trình như thường lệ, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Bạn có biết. Trong những lễ hội làng ngày xưa của miền Bắc thì hình ảnh các bà các cô tha thướt yểu điệu trong ngày hội với những tà áo tứ thân và chiếc khăn mỏ quạ quả thật là một hình ảnh không thể nào bỏ qua. Điền thấy là chiếc khăn mỏ quạ chính là một điểm nhấn quan trọng trong bộ trang phục truyền thống của người phụ nữ nước ta thời phong kiến. Ngày nay thì chúng ta chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh của chiếc khăn mỏ quạ trong những tiếp mục hát ở trên TV hoặc là ở những hội làng tại miền Bắc. Và đặc biệt là với người miền Nam thì hình ảnh chiếc khăn mỏ quạ còn khá là lạ. Hôm nay thì sẵn có phụ nữ Hà Nội ở đây, chúng ta sẽ cùng chia sẻ một chút thông tin về chiếc khăn mỏ quạ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về xuất xứ của chiếc khăn mỏ quạ nha. Phải nói rằng là những tà áo tứ thân và chiếc khăn mỏ quạ đã trở thành hình ảnh rất quen thuộc của phụ nữ vùng Kinh Bắc. Nếu như nói là xuất xứ bắt đầu từ bao giờ thì có thể chưa ai biết được rõ là chiếc áo tứ thân và chiếc khăn mỏ quạ bắt nguồn từ thời điểm nào. Tuy nhiên là ở trong trống đồng Ngọc Lũ, ở trên mặt của trống đồng Ngọc Lũ thì đã in hình, đã khắc họa hình chiếc khăn và áo dài tứ thân của phụ nữ Kinh Bắc, mà trống đồng Ngọc Lũ thì có cách đây 2.000 năm. Như vậy là khăn mỏ quạ chắc là cũng có từ trước rất là lâu rồi, đúng trước rồi. Đó rồi. Điền thì được biết khăn mỏ quạ thực ra là một cái tấm vải hình vuông được người ta gấp lại theo một cách thức riêng. Và bởi vì cái dáng buộc của nó ở trên đầu giống như là cái mỏ con quạ nên người ta mới gọi là khăn mỏ quạ, đúng không? Điền nói nôm na là như vậy, nhưng mà kỹ hơn thì chúng ta phải tìm hiểu như thế này. Cái khăn mỏ quạ nó là một cái khăn hình vuông mà các bà các cô dùng để quấn lên trên đầu của mình. Và muốn nó trở thành một cái mỏ quạ thì cái khăn hình vuông đó chúng ta phải xếp đôi lại thành hình tam giác. Sau đó thì đặt ngay ngắn ở trên đầu và chúng ta chít cái phần ở chính giữa đầu, ở giữa cái đường sống môi của các bà các cô ngày xưa là thường là rẽ môi giữa, thì là cái mỏ quạ đó phải nằm ở chính giữa đó, bẻ cho nó gập lại và sau đó thì đưa hai cái phần khăn còn lại ra phía đằng sau tai và buộc lại ở đằng sau gáy. Và muốn cho chiếc khăn mỏ quạ buộc đẹp thì phải rất là cân đối, các bà các cô phải cân đối ở trên đầu của mình. Và trước khi quấn khăn mỏ quạ mà các bà các cô gọi là chít, miền Bắc gọi là chít khăn mỏ quạ, thì bên trong phải vấn tóc trước, tức là phải cuộn tóc của mình vào trong một cái khăn vấn. Các bà có một cái khăn dài như thế này và sau đó thì vén hết tóc sang một bên, cuộn lại, buộc lại và sau đó thì quấn lại bằng cái khăn vấn đó. Sau đó thì đưa một đường vòng tròn lên trên đầu của mình và lấy kim buộc lại. Nó phải cân đối làm sao để cái phần oval nó phải ở đằng sau gáy. Xem ra thì chích khăn mỏ quạ cũng rất là kỳ công ha. Và Điền thấy rằng là phải chích khăn mỏ quạ sao mà cho nó hợp với dáng của khuôn mặt, kết hợp với khuôn mặt tạo thành hình búp sen. Nếu như mà cái mỏ quạ cao quá hoặc thấp quá thì nó không có đẹp. Và trong nhiều năm qua cho đến nay thì chiếc khăn mỏ quạ cùng với chiếc nón quai thao, yếm đào và tà áo tứ thân đã trở thành hình ảnh rất quen thuộc của người phụ nữ Kinh Bắc. Và gần như nó là quốc hồn quốc túy của người phụ nữ Kinh Bắc vậy. Và hơn thế nữa, nó đã trở thành một nét văn hóa của người Việt thời phong kiến.